Chào mừng các bạn đến với channel của Trang Mua Sắm Trực Tuyến Meta.vn. Trong video này, Meta giới thiệu tới các bạn sản phẩm xe đẩy hàng đi chợ gấp gọn đa năng Fuji Home HT245 với thiết kế nhỏ nhưng vô cùng đa năng, có trọng tải dưới 45 kg. Xe đẩy giúp di chuyển hàng hóa vô cùng tiện lợi. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các thông số của sản phẩm này. Xe đẩy đi chợ gấp gọn đa năng Fuji Home HT245 thiết kế thông minh giúp dễ dàng thay đổi kích thước để phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng. Bạn có thể gấp gọn khi không cần sử dụng, rất tiện lợi và dễ dàng di chuyển khi không phải chở hàng. Xe đẩy hàng 4 bánh sử dụng chất liệu mặt nhựa và tay nắm bằng thép sơn tĩnh điện. Khi thiết kế nên có ưu điểm rất nhẹ, tay cầm được thiết kế dạng tròn ở góc cạnh cho việc cầm nắm nhẹ nhàng mà không làm đau tay, có thể rút gọn mang lại sự chắc chắn, tiện lợi khi sử dụng, di chuyển cũng như là cất giữ bảo quản. Fuji Home HT245 có trọng lượng 1,3 kg nhưng có tải trọng lên tới 35-45 kg. Sàn để đồ xe đẩy hàng bằng nhựa BB bảo vệ môi trường, loại nhựa sạch, có khả năng tái chế này không bị giảm chất lượng cho dù phải tiếp xúc với nhiều hóa chất và chống chịu tốt với thời tiết mưa hay môi trường ẩm ướt. Ngoài ra, xe còn trang bị thêm nhiều dây chun chắc chắn, có móc kéo hỗ trợ việc vận chuyển hàng cồng kềnh. Fuji Home HT245 có bánh xe với đường kính 75mm bằng nhựa BB, giúp kéo êm ái và nhẹ nhàng để di chuyển mọi nơi. Thiết kế xe đẩy hàng 4 bánh Fuji Home thông minh giúp người dùng đẩy hàng với trọng lượng nặng mà không mất quá nhiều sức, di chuyển nhẹ nhàng. Chỉ với vài trăm nghìn, các bạn đã có thể sở hữu ngay cho mình một sản phẩm đa năng, linh động và tiện ích. Nếu các bạn có nhu cầu thì nên tìm hiểu và cân nhắc về sản phẩm này. Meta cung cấp sản phẩm xe đẩy đa năng Fuji Home HT245 chính hãng, thời gian bảo hành lên tới 12 tháng. Các bạn có thể đặt hàng ngay trên meta.vn hoặc truy cập vào link mua hàng được đặt dưới phần mô tả của video này. Meta.vn cam kết cung cấp 100% sản phẩm chính hãng và hỗ trợ giao hàng trên toàn quốc. Các bạn cũng có thể gọi tới hotline của chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn trong suốt quá trình mua hàng. Hotline tại Hà Nội 024 3568 6969. Hotline tại thành phố Hồ Chí Minh 028 3833 6666. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu thấy video này hay, hãy để lại một like và ấn đăng ký để đừng bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tới.